Từ đây. Đến cái này cho. Không ai ép đâu nha. Thì cái này anh tự ép anh mà. Hồi trước ở trường á, tuần nào mà giặt mền á là tuần đó vui lắm. Các cô ở thành phố hay tỉnh khác á, đi quanh nhà giặt giùm phải không? Làm gì có, toàn nam không à. Nhưng mà đạp mền cho nhau chét xà bông dở vui lắm, y chang như tụi mình đang làm vậy nè. Ủa, không phải giặt mền mà là đạp mền hả? Đúng rồi. Lúc ở nhà nước lớn đem xuống sông giặt là khỏe nhất. Rồi, giặt giấy tướng sạch hả? Nhìn nè, anh chỉ cho. Đó, vô đi. Đó, vậy đó. Đó, đạp đi. Đó, mày đạp mạnh lên, nó mới sạch được. Đó, đạp mạnh lên. Đó, đạp mạnh nữa. Má, chị Mén, ra coi này nè. Cái gì vậy con? Đó, giúp đi em. Đó, vui không? Thấy chưa? Anh đã nói là vui rồi mà. Đó. Rồi, đạp anh lên nữa. Đạp hồi cái tao mà. Nhìn cảnh cũng đủ sai rồi. Mình cần gì uống rượu nữa phải không? Không giỡn nha. Ê, ê. Cố tình hả? Đã nói là không có giỡn nha. Em hả? Em hả? Tha cho em. Đưa cho anh. Tha cho em. Em hả? Em hả? Em muốn hết nè. Em ạ, vô hết luôn nè. Bữa nay nấu ăn ngon hẳn ta. Đúng là có người chỉ dạy có khác. Đúng là khác thiệt á má. Mọi bữa nấu dở ẹt à, nay đỡ hơn chút rồi. Ủa, tôi thấy thì nó nấu bữa nào cũng dễ ăn mà. Hôm nay cũng vậy thôi. Dạ, vợ con nấu ăn là nhất luôn đó ba. Con thương cổ là cũng vì mấy cái món này nè. Công nhận ngon hả ba. Mấy món thường thường này ai nấu mà không được. Ở đó mà khen hoài hả? À, chừng nào con đi vậy? Má muốn đuổi con trai má đi hay sao á? Ngày nào má cũng hỏi hết vậy. Con chơi ít bữa nữa rồi đi. Hay có người giữ chân con nên không muốn đi nữa.
Từ hôm cưới hai đứa đến giờ á, chưa có dịp gặp lại. Dạ con nhớ rồi ba. Con đừng có buồn má con. Tánh bà xưa giờ là vậy á, coi khó khăn vậy chứ chỉ ngoài mặt thôi, trong bụng không có gì đâu. Dạ. Tánh bà ào ào vậy thôi con. Bà nha, bà nói xấu má nha. Lo ăn cho xong đi. Chị đi cho khác giùm đi. Chết cha, bể chén của chị Tám rồi. Để tôi mua cho chị cái chén mới nha. Mất thêm một bạn Hiền nữa. Thôi, dễ gì kiếm ra cái giống vậy. Thấy giống chứ không phải đâu. Cái con nhỏ đó không biết có cái gì mà cha con nó hùa nhau binh vực à. Riết không coi tôi ra gì. Thiệt tình, tôi bực mình dễ sợ. Người ta hay ở cái nết. Người không đẹp nết thì ganh tị. Chị nói gì? Tôi ganh tị với thằng Hiền hả? Còn lâu. Ganh tị với ai chứ, đồ thứ khố rách áo ôm, ai thèm. Cũng là con. Sao nói như vậy? Trời phạt. Phạt á. Nói mà con cái gì nhà này. Chẳng qua là kiếp trước cái nhà này với cái thằng Đông á, mắc nợ nó, nên kiếp này á, trả vậy thôi. Có đứa không nuôi ngày nào thì cũng là con đó thôi. Trách gì? Lỡ mắc nợ rồi, trả hết đi. Tôi không muốn trả. Chị nói coi, nếu mà thằng Đông không phải chọn nó thì giờ này nó lấy con mén rồi. Trước giờ thằng Đông nó rất là ngoan, không bao giờ nó cãi lời cha mẹ. Được vậy, giờ cái nhà này bị gấp mấy lần rồi. Nhưng vui đâu đầy móng tay. Nói chuyện với chị vậy hả? Tôi tức chết luôn á. Nè, làm ơn bớt uống giùm tôi đi. Uống gì mà uống hoài à. Phận ai nấy lo. Coi lại mình trước đi. Được rồi, được rồi. Tôi tự lo phần tôi, không có cần tới chị đâu. Phận người ta thì cũng để người ta lo. Mất mớ chi bực mình. Trời ơi, chị Tám, chị có phải là chị tôi không vậy? Ăn nói hàm hồ, sóc ốc. Nghĩ sao là tôi có bà chị giống như vậy? Trời ơi là trời. Là duyên đó. Duyên hay là nghiệp? Nhiều khi tôi muốn chị khuất mắt cho rồi. Khuất mắt. Khuất mắt. Trời ơi, sao tự dưng tôi nói chuyện với bà khùng này chi không biết nữa. Càng nói càng rước cái bực cái thân nè. Tôi mệt bà quá. Ngày xưa giật mất phận của người khác rồi đó, giờ muốn giành giùm nữa sao? Hừ.
ta nói cắt cổ còn hơn đổ rượu. Ra một phí phạm vậy nè, đúng là không biết thưởng thức gì hết ráo à. Về chỗ Uống Hiền kìa anh. Trời ơi, mới gặp đây mà làm gì mình dữ vậy? Anh Hai biết sao không? Người ta nói là gặp vợ chồng mới cưới là hên lắm, cho nên em mừng. Ủa, hai người tính đi đâu vậy? Dạ, tụi em tính về thăm má. Lâu rồi không về, em nhớ má quá à. Sướng nha, có người được chồng chở về thăm má nữa. Thế anh cũng đưa em về thăm má nha, để khỏi ganh tị. Ăn đi. Nhờ phước của con dâu nên bữa nay muốn ăn á cũng không có gì để nuốt luôn. Tụi nó về thăm chị xui, rồi bà với Hưng Như ở nhà làm cái giống gì mà không chịu nấu. Tôi cũng có công chuyện của tôi chứ, đâu phải như ông đi cả ngày vậy. Tôi không có nói chuyện với bà nữa. Có chuyện ăn uống thôi mà ngày nào cũng nói hoài là sao? Nè, ông nói lại đi nghe. Không phải có thằng Đông ở nhà, ông muốn nói gì thì nói à? Dạ con mời ba má ăn cơm, con ăn đủ rồi. Nè, sao vậy? Đi chơi về cái bộ mặt như vậy hả? Má, vợ con mệt một chút thôi mà. Có đi chơi không mà cũng mệt. Vậy mai mốt cứ ở nhà, khỏi đi chơi chi cho nó mệt, khổ cái thân nữa. Làm biếng thì nói đại làm biếng đi. Mắc gì anh Hai nói giùm chỉ mệt. Em nói cái gì vậy? Dám nói là anh nghe không? Con xin lỗi. Con mời ba má ăn cơm, con no luôn rồi, con không ăn nữa. Có cái bữa ăn thôi mà cũng không yên với bà nữa. Tánh tôi thiệt thà, có sao tôi nói vậy chứ? Có sao nói vậy là không thiệt thà rồi. Riết rồi làm quá à. Mấy đứa con bây giờ nó chịu không nổi kìa. Tôi cũng xong rồi. Má. Bà với anh Đông bên con nhỏ đó chầm chậm, nghe bực quá à má. Thiệt không hiểu nổi cha con ông này nữa rồi. Đáng ghét thiệt. Thiệt chứ, ỷ cớ trốn việc mà còn diễn nữa. Em mệt lắm hả? Dạ, em nằm chút là khỏe liền hả? Nè em, những lời má vừa nói, em... Em mệt thiệt mà, má trách đâu có ác ý gì. Em không có nghĩ gì đâu. Giờ má có ý gì không thì anh cũng không dám chắc nữa. Thôi, em nằm xuống nghỉ đi. Dạ.
Anh mang mấy cái thùng này đi đâu vậy? Anh với em qua nhà má. Nhưng mình mới về nhà má chiều hôm qua mà. Anh ở nhà thì còn có cơ hội đưa em qua nhà má thêm vài lần. Với lại hôm nay anh phải qua bên đó ăn cơm má nấu mới được. Em vô lo chuẩn bị đi rồi mình đi. Dạ. Nhưng mà anh đem theo cái thùng này để làm gì? Bí mật chưa có được bật mí đâu. Trời ơi, cái thùng gì mà bự dữ vậy anh? Đánh ra. Chuyện riêng của vợ chồng tôi, có thắc mắc gì vậy? Em chỉ hỏi cho biết thôi mà. Làm gì khó chịu vậy? Tôi không muốn nói, chứ không phải là tôi khó khăn gì. Mà sao sáng giờ không thấy má tôi với Như đâu vậy? Má ra bài má... cá với ba rồi. Còn cô Như đi đâu em cũng không biết nữa. Ảnh hỏi tôi chứ bộ. Tự nhiên trả lời chi vậy? Má ra bè cá rồi anh. Trời ơi, có gì đâu mà la lối người ta. Tôi chỉ muốn biết vậy thôi, ai biết thì trả lời. Mà cô thích hoạch hoẹ người khác lắm hả? Anh toàn là ăn hiếp em không à. Bực bội quá. Nặng lắm anh. Có cần tôi phụ không? Vô đây phụ em cái. Rồi rồi rồi. Trước đi nha. Dạ. Rồi tôi qua liền. Dạ dạ. Ủa, em chưa về thay đồ nữa hả? Nhưng mà trời ơi, đi đi. Đi vô thay đồ liền đi. Để hồi nắng dữ lắm đó. Thì không rước bực vô thân. Ê, không phải chuyện của bà. À, không phải chuyện. Chuyện phải không? À, mất hoang lên hỏi ông trời. Không phải chuyện mình trả lời được không? À, con. Má. Nè, cái anh xe ba gác nói là con kêu ảnh chở mấy cái này tới đây, đúng không con? Dạ đúng rồi má. Má nãy giờ sổ nhà má không mở ra coi. Trời ơi, má tưởng người ta giao lộn. Má sợ một lát người ta tới người ta đòi lại, rồi lỡ má lột ra cái coi sao được con. Má cẩn thận ghê, hèn chi. Vợ của con cũng cẩn thận gần bằng má luôn. Em, mình mua cái gì đi mở ra đi. Cái này sao con lại... Dạ tại vì giờ vợ có ít khi về thăm má được, cho nên có cái này cho má làm bạn đỡ buồn. Má ráng đợi con thêm một thời gian nữa đi. Con ráng đi làm kiếm tiền, kiếm nhà riêng. Lúc đó con đón má về ở chung nha má. Má đừng có khóc mà. Má không nghĩ lại có phước được con lo lắng nhiều như vậy. Con gái má cũng thiệt là có phước vì đã lấy được người chồng tốt như con. Má à, quan tâm chăm sóc cho má là trách nhiệm của tụi con mà. Má, con còn cái quạt và mấy thứ đồ dùng khác nữa.
con mở ra cho má xài luôn nha. Má thiệt sự không biết phải cảm ơn con sao nữa. Vậy má thưởng cho tụi con một bữa cơm nha má. Má nấu ăn còn ngon hơn vợ của con nấu ăn nữa đó. Ừ, hai đứa cứ ngồi đây nói chuyện đi, má xong liền. Dạ. Sao anh không nói trước với em? Nói làm chi? Anh muốn nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của em bây giờ nè. Em thấy âm mưu của anh ghê không? Em cảm ơn anh nhiều lắm. Má em vui lắm đó. Nè, má em không phải má vợ anh hả? Biết má vợ anh rồi. Anh ngồi đây đi, để em xuống phụ với má cho nhanh nha. Ê, em để má làm đi. Giờ mình ra chợ chút nha. Chào Di. Chào con. Cho con 3kg đường, 3kg lạp xưởng và 3kg khô cá dứa. Còn còn gì nữa không ta? À, cho con 5 lít dầu ăn với lại 5 lít nước mắm nữa. Ủa, con tính mua xài cả năm hả? Chờ gì chút nha. Dạ. Anh tính mở tiệm hay là mua đồ mang lên tàu vậy? Anh mang lên tàu. Nếu mà bữa nào cũng gặp người khách như con á thì dì ba xây nhà lầu lắm á. Con chúc dì ngày nào cũng bán được giống như ngày hôm nay nha. Cái thằng dễ thương gì đâu á. Dì của con hết nhiêu vậy? Anh, mai mốt mấy chuyện này anh để em làm được rồi mà. Bây giờ mình về cất đồ rồi qua nhà má ăn cơm ha. Ừ, thì cất đồ xong rồi ăn cơm ở nhà má. Ủa, mà sao anh chạy đường này? Đi đâu nữa vậy? Giờ mình về mình cất đồ rồi qua nhà má ăn cơm cho thoải mái. Thì đúng rồi, đường về nhà má nè. Không lẽ đường về nhà má vợ anh mà anh không nhớ sao? Ủa, vậy mấy món đồ này là anh mua cho má em á hả? Giờ này mà còn phân biệt nhà anh nhà em nữa, anh đánh đầu em chết bây giờ. Làm gì mà sao tự nhiên im re vậy? Bộ anh không nghe tim em đập mạnh hay sao? Em cảm động tới không nói được lời nào đây nè. Con cảm động từ đây đến cuối đời luôn đó. Ê, cái quán ở ngoài kia tôi thấy được lắm á. Ừ, vậy hả? Ngày mai tôi với bà ra ngoài đó nha. Ừ, ngày mai học xong rồi mình ra đó luôn. Đủ nguyên một đám đi luôn á. Ừ, có gì bà rủ tôi nói đi nha. Ừ. Mua gì nhiều dữ vậy ta? Mua cho ai vậy cả? Bà nói gì vậy? Em, dạ, đưa anh cái bóng đèn. Má không ngờ có con rể giỏi như vậy. Con còn biết làm mấy chuyện này nữa. Dạ, đàn ông con trai mà má, phải biết làm mấy chuyện này chứ. Tụi con theo tàu trài đây mai đó, cho nên á, cái gì cũng phải biết hết. Kể cả cái việc nấu nướng nữa. Lúc nào mà cần á, tôi cũng phải làm hết. Nhiều khi đêm đói bụng cũng phải tự làm luôn đó má. Hả? Con phải tự nấu ăn nữa hả? Dạ. Anh giỏi lắm đó má, ở nhà anh phụ con được nhiều việc lắm đó. Má, con chạy lại hết đường dây điện trong nhà rồi, với lại thay mấy cái bóng đèn mới trong nhà rồi. Chút xíu nữa con bắt cái anten, lúc đó má coi TV rõ lắm à. Má cảm ơn con nha. Dạ. Má, má, gì vậy? Nhìn là thấy ngứa con mắt rồi à?
Tiền chùa mà. Ai làm cho con gái cưng của má bực bội vậy? Nói má nghe coi. Thì đó, mới thấy anh hai chở bà Hiền đi về nhà bà, chở theo một đống đồ bự chẽn, chắc cũng bộn tiền đó. Con nói gì? Nói rõ lại cho má nghe coi. Cả thiên hạ thấy, chứ có phải là một mình con thấy đâu. Nếu như mà má không tin á, má đi hỏi người ta đi. Hồi sáng con có thấy anh Đông, anh chở một cái thùng nào đó bự thiệt là bự. Chở đâu có nổi, nên phải kêu xe ba gác chở qua nhà con Hiền. Không biết ở trong đó có cái gì ha. Cái thằng này, để nó về đây, má nói cho nó biết rõ ràng. Lấy vợ xong, chỉ biết lo cho gia đình bên vợ không à, không có lo cho cái nhà này gì hết trơn á. Con thấy đâu có gì đâu má. Thì tại ảnh thương Út Hiền, cho nên là ảnh lo luôn cho cả nhà của Út Hiền. Ảnh là một người đàn ông tốt mà. Chọc tức tôi nữa. Tôi nghĩ không biết sao tôi có thằng con dại dột, tôi không biết nữa. Lên xe đi, anh chở luôn. Dạ. Sung sướng quá ha. Từ sáng sớm tới bảnh mắt, đi tới giờ này mới chịu mò về. Dạ, con xin lỗi má, tụi con về hơi trễ. Ủa, xin lỗi hả? Tôi nhớ hồi đó tới giờ xin lỗi tôi hoài mà. Tôi đâu có cho đâu. Sao mắc hoài vậy? Dạ con. Em đem nãy chú xuống bếp giùm anh đi. Má, có chuyện gì mà nói với con nè. Để lát nữa em đem xuống. Em ở đây chút xíu nha. Đi. Đúng rồi. Lỗi phải của ai thì người đó phải đứng đây nghe chứ. Anh nói em đi vô mà, không nghe lời anh hả? Vô đi. Em biết rồi. Nghe lời chồng quá ha. Lời mẹ chồng nói coi như nước đổ đi vậy á. Má, má ngồi xuống đi, có chuyện gì nói con nghe. Má, vợ con làm gì mà má đối xử với vợ con vậy? Nó đã làm gì thì tự nó biết chứ. Con đi hỏi nó mới phải chứ. Tại sao hỏi má? Hôm nay tụi con qua nhà má Út Hiền có chút chuyện, cho nên mới về trễ. Mà hồi sáng trước khi đi, con cũng đã xin phép ba là có thể tụi con về trễ rồi mà. Có vậy thôi mà má cũng nặng nhẹ với tụi con nữa. Người cần xin phép thì không xin. Ba con, ổng có để ý tới cái nhà này đâu mà xin ổng. Má thấy con quan tâm nhà má vợ con còn hơn cái nhà này nữa. Tối ngày chạy qua bển, đã vậy còn đem thùng thùng đóng đóng qua bển nữa. Má, má tức giận không phải vì con qua bển, mà là vì má tức giận vì con đem đồ qua nhà người ta chứ gì. Út Hiền là vợ con, con lo cho má cổ một chút cũng là bình thường thôi. Mà sao má kỳ cục quá. Ừ, tôi kỳ cục vậy đó. Tôi thấy con trai tôi bị người ta xách mũi đi, thiệt tình tôi không có nhịn được. Hôm nay mang một thùng, không biết mai mốt mang mấy thùng, rồi khi nào vác luôn cái nhà này qua bển. Má, má nói quá rồi đó. Từ hồi con cưới Hiền về tới giờ, con đã đem qua đó cái thứ gì chứ? Con qua nhà người ta ăn cơm được mấy lần mà má nói con như vậy? Là tôi lo cho của cải của cái nhà này nè, không biết tới chừng nào rớt hết vô tay người ngoài. Tôi lo cho đời cháu chắc của tôi, tôi không hơi đâu mà lo cho ai hết. Má, được rồi, má không lo cho con. Vậy thì má đừng có quan tâm đến con làm gì nữa. Con nói cho má biết, đồ con đem ra ngoài không phải là từ cái gia sản của nhà này đâu. Bây giờ thì hay quá rồi, đủ lông, đủ cánh rồi, muốn bay thì bay phải không? Trước giờ con đâu có coi cái nhà này là nhà của con đâu. Má, con thấy má càng nói càng quá đáng. Hay là má không muốn vợ chồng con gần gũi yêu thương nhau? Má muốn vợ chồng con tan đàn xẻ nghé má mới chịu đúng không? Đi em. Nè, đừng có gieo tiếng ác cho tôi. Chẳng
qua tôi lo, có ngày gì quá mê muội, dâng hết cho người ta những cái thứ cả đời tôi và ba anh dành dụm thôi. Còn với cái vậy đó hả? Nuôi cho lớn, cưới vợ đàng hoàng, bây giờ nó đội vợ lên đầu còn hơn má nó nữa. Má, má bớt giận đi. Má ngồi xuống đây nè. Tự nhiên khi không má gây với ảnh làm gì? Chứ con không thấy hả? Nó bên vợ nó chầm chấp à? Má, má, má qua đây ngồi uống nước đi má. Ngồi xuống má. Má uống nước đi. Thôi má đừng giận nữa. Tất cả cũng chỉ tại vì con nhỏ đó nên anh Đông mới cư xử như vậy. Chứ ảnh đâu có lỗi gì. Nên má mới ôm cục tức vậy nè. Thôi má vô phòng nằm nghỉ đi. Chút hết bực liền hà. Đi má. Thôi không có đi gì hết trơn á. Má, má uống nước đi má. Hết biết khóc nè. Dạ con cảm ơn Tám, nhưng con không uống đâu. Vậy xài cái này đỡ. Dai quá hả? Dai chứ gì? Kệ đi, nhai hoài là mềm à. Nhai hoài mà vẫn khó nuốt quá nè Tám. Biết mà. Ráng hoài nó mới được. Do con phải không Tám? Con không biết điều, không làm đúng những điều má chồng con dạy, đúng không Tám? Con người ích kỷ, nhỏ nhen. Vì con mà anh Đông với má anh cãi nhau, chắc lấy con anh Đông anh khổ tâm lắm. Số phận sắp đặt, có nhân quả hết. Nhân quả, nhân duyên. Cái duyên thì chấp nhận thôi Tám hơn. Nhưng mà thiệt tình, con cũng đã rất cố gắng, nhưng má con vẫn không thể nào chấp nhận con. Con khổ tâm lắm Tám. Duyên xếp lộn người. Chắc là ai cũng có nỗi khổ tâm riêng Tám ha. Con cũng không trách gì má đâu, chỉ thấy buồn thôi à. Phải vậy, phải vậy mới đúng chứ. Đúng đạo làm con rồi. Cũng như con khô, nhai hoài mới mềm đúng không Tám? Biết là tốt. Hiểu rồi đó. Hiểu rồi. Tám, hôm nay vậy thôi Tám.
Để con đưa gì vô nhà. Không sao, cứ để kệ táo thôi. Về với chồng đi. Ở ngoài này lạnh rồi. Con đưa Tám vô nghỉ rồi con về. Đi. Đi. Ủa, em đi đâu vậy? Anh tắm xong vô phòng không thấy em đâu hết trơn. Em ra ngoài hóng gió rồi xuống bè cá nói chuyện với dì Tám một lát. Hôm qua giờ anh cũng không thấy gì nữa. Mà cũng tội nghiệp, cả đời dì cũng không biết có tâm sự gì không mà cứ uống say hoài. Ngồi với dì ngóng gió sông thổi lên cũng dễ chịu lắm. Chà, bữa nay vợ tôi cũng lãng mạn quá ta. Hôm trước không biết ai nói như vậy là sến mà. Út Hiền nè, em biết là anh thương em nhiều lắm đúng không? Dạ em biết. Mai mốt có chuyện gì vui buồn em phải tâm sự với anh. Đừng bao giờ giấu anh bất cứ chuyện gì nha. Dạ. Hiền nè, em nhìn thẳng vào mắt anh đi nè. Cứ nhìn thẳng và nói là em tin anh có được không? Em tin anh mà. Trên mặt tôi có lọ nghẹ sao mà bà nhìn dữ vậy? Ông, thằng ông nó có giống ông không vậy? Chuyện này bà có nghi ngờ thì cũng lộn người rồi. Bà sanh ra nó mà bà không biết thì sao tôi biết? Bộ một mình tôi sanh ra nó chắc. Ông nói coi, cái thằng coi vợ bằng trời vậy đó, tối ngày chỉ biết có vợ à. Tôi không chắc nó có phải là con ông không nữa. Chuyện của tụi nhỏ mà sao bà kỳ cục. Kỳ cục cái gì? Con mình thì mình phải lo. Không lẽ vợ để cho vợ nó sợ mũi hoài. Mà tôi không nói tiếng nào hết. Thấy vợ làm chút chuyện nhỏ mà cũng lăng xăng ra làm phụ. Bữa hổm kìa còn đem mấy thùng đồ gì đó qua nhà bà xui. Bà thấy lạ lắm hả? Tụi nó thương yêu nhau thì mình phải mừng chứ. Có ai làm mẹ như bà không? Thấy con hạnh phúc thì nói đủ điều. Nhưng lẽ ra thằng Đông nó phải chăm chút cho cái gia đình này chứ. Riết rồi đổ vợ lên đầu à. Bà đó nghe, bao nhiêu năm cô không bỏ được cái thói hàm hồ quá đáng. Thằng Đông bây giờ vậy thì mình phải vui chứ. Nó biết quan tâm tới mọi người. Bà coi đi, trước nó có được vậy không? Nhưng ông thấy nó làm được gì cho cái gia đình này? Học xong cưới vợ, đưa vợ về, hết. Tóm lại, cuộc đời nó hả, chỉ xoay quanh con vợ nó thôi. Bà nghĩ sao mà đi đong đếm với con mình hả? Bây giờ là cuộc sống riêng của nó. Nó biết, nó tự khắc nó lo. Còn mai mốt nó có lo được cho mình hay không là phước phận của mình. Bà sân si quá rồi nó nghe bà qua. Nè 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 nè, ông đừng kêu tên cúng cơm của tôi à nghe. Ông nói tôi sân si. Ông coi thằng trai ông đó. Rồi có ngày nó bị con nhỏ đó dắt mũi như... Nên đi! Càng nói càng không ra gì. Con Hiền nó ngoan ngoãn, nó hiền lành. Tôi thấy nó là đứa con dâu rất được. Bà đừng có lấy cái thành kiến của bà mà áp đặt lên đầu con dâu nữa. Được rồi, con dâu ông á là nhất, không ai bằng. Cái thứ nghèo xác, nghèo sơ mà cha con bảo vệ dữ hen. Nè, bà đừng có mang cái nghèo, cái khổ ra mà đánh giá người khác nữa. Bộ sống trên đời này chỉ cần có tiền thôi hả? Đúng á, tôi vậy á. Không có tiền sao tôi sống khỏe như vậy? Mệt với bà.
anh Chính. Cô đi đâu vậy? Tôi qua thăm hai bác. Mà anh Chính đi đâu vậy? Tôi có công chuyện của tôi. Bộ cô muốn biết lắm hả? Muốn. Không. Thôi, anh đưa em vô nhà đi. Em có đem này qua tặng. Cô đem vô đi. Cô đưa cho ba má tôi. Tôi đi có công chuyện. Thử giùm em coi vừa chưa? Bây giờ phải nấu làm sao ta? Sao anh? Công nhận con bá cháy luôn á. Trời ơi, vợ của anh đúng là số 1. Anh nói nha, vậy người ta gọi là nịnh đầm á. Như vậy là người bị nịnh phải chấp nhận nấu cho năng suốt đời luôn nha. Ủa, không lẽ không phải vậy sao? Hay là anh chỉ định cho em nấu nửa đời thôi, rồi xong rồi kiếm cô khác nấu nửa đời còn lại cho anh ăn hả? Ngu làm sao? Ngu làm sao mà kiếm cô khác? Đối với anh, cô này bây giờ là chuẩn nhất rồi. Buông em ra. Thôi mà, tha cho em. Không buông. Nhột em nè. Cứ được như vậy hoài là anh hạnh phúc nhất rồi. Nè, nhột em kìa. Con cũng rảnh rỗi quá đâu. Là sao má, con đang rảnh thiệt mà. Hồi đó giờ thấy con có đụng tay đụng chân vô mấy cái chuyện này đâu. Bây giờ khác rồi má ơi. Má biết không, ở trên tàu á, lúc mà rảnh con vô bếp con phụ nấu ăn cho mấy chục người một lúc luôn. Vậy mà con không thấy vui lắm đó má. Nhưng đó là công việc. Ở nhà này á thì mấy cái chuyện này có người làm rồi. Con nhúng tay vô chi cho nó vướng tay vướng chân. Nhưng mà con thấy vui mà má. Đúng không em? Công nhận vợ chồng mình cùng làm mấy chuyện này thấy vui thiệt em ha. Ủa má, má xuống đây kiếm con là có chuyện gì muốn nói với con hả? Đàn ông, người ta làm chuyện đại sự, cứ ở đó mà lo ba cái chuyện bếp núc để làm gì. Má cho con ăn học cao để làm mấy cái chuyện đàn bà này sao? Cái gì vậy má? Cao thấp gì ở đây? Con phải có nhiệm vụ giúp đỡ vợ con của mình chứ. Cái đó không cần phải ở nhà đâu má. Con học thói trả treo dữ rồi nghe. Không hiểu sao má vô lý đủ kiểu luôn á. Khét bây giờ. Về rồi đó hả? Sao mặt bí xị vậy? Bộ bên đó có chuyện gì nữa hả? Má hỏi vậy rồi có ý gì? Bộ ba má không muốn con về đây nữa hả? Ba má muốn con đi luôn sao?
Tại vì thấy con thích ở bển quá mà, đi riết không có nhớ cái nhà này luôn. Y chang như đây là nhà cha mẹ nuôi, còn bên đó mới là cha mẹ đẻ không bằng à. Má nói gì kỳ quá. Con qua đó là tại vì con có chuyện riêng, chứ ở bên đó làm sao thoải mái bằng ở nhà mình được. Tình hình ở bển sao? Cũng vậy à. Tối ngày bà già bà kiếm chuyện gây lộn hoài, con bực mình muốn chết luôn. Nhưng mà được cái bà cưng con lắm nha, con muốn cái gì bà cũng chịu hết trơn á. Bà cũng có mục đích, chứ chịu thua con đâu. Thì lợi dụng qua lại thôi. Nhưng mà cái thằng đó đã có vợ rồi, con bấu víu vô làm cái gì nữa? Vợ thì vợ, kệ anh chứ. Rồi má coi, con nhất định phải kéo anh về làm ghế nhà này con mới chịu. Cái con nhỏ này, tập cái tánh ở đâu ra vậy? Gia đình người ta có tính phá nát hay sao? Chứ không phải là tại bà cưng chiều nó quá hay sao? Câu con hư tại mẹ thiệt đúng mà, không sai chút nào. Chắc nó không phải con ông chắc. Ông có lại mình đi nha. Đó, con lớn rồi con tự lo được mà. Cái gì chứ nhà đó còn lụy nhà mình dài dài, con sẽ sớm bắt xác được ảnh thôi. Giỏi thì hốt nó trước khi nó cưới vợ thứ hai nha. Má nói gì kỳ vậy? Hồi giờ tôi kỳ vậy đó cô. Con ở nhà vài bữa cho đã tức, chừng nào con vui con lên chỉnh lại á. Đúng là tao với ba mày mang nhục với mày á. Con gái gì mà thích đâm đầu vô đàn ông không à? Con mời cả nhà. Mai con tính lên Sài Gòn nha ba má. Sao nghe ba nói tàu dời cuối tháng mới đi? Sao con lại đi? Mang đi má. Vì còn mấy ngày nghỉ phép, con muốn tranh thủ đưa vợ con lên Sài Gòn chơi. Không được. Sao không được má? Đi chơi bữa giờ ở đây chưa đủ hay sao? Còn đòi kéo lên Sài Gòn chơi nữa. Má nói không được là không được. Cứ thích là đi à. Anh hai cưng vợ như vậy á là lố quá rồi. Ngồi đi. Nó muốn đưa vợ nó đi chơi thì để cho nó đi. Đây là chuyện của tụi nó, sao bà cứ phải xen vô vậy? Ở nhà có chuyện gì khó khăn đâu. Ông á cứ binh nó chầm chập à. Ông muốn nó hư nó dượng gì mà không được. Nè, trước mặt con cái bà ăn nói cho cẩn thận nha. Công ngày dỗ má đến cuối tuần sau lận. Lúc đó thì con Hiền nó cũng đã về tới rồi. Ai mà biết, ham vui ở lại đó chơi hoài thì sao? Má, rốt cuộc là má không muốn cho tụi con đi hả? Hiểu ý má là tốt rồi. Dâu con thì phải biết chia sẻ, quán xuyến chuyện trong nhà một chút xíu chứ. Dạ, không mấy bây giờ vợ chồng con đi sớm rồi về sớm nha ba má. Má, hay là đi từ ngày hôm nay rồi về sớm 2 ngày hả má? Mày rất thích làm nghịch lý tao sao? Mày đúng là không coi má mà ra gì hết trơn. Má. Kệ bà con, nông giận chút rồi thôi à. Không có tâm tư gì sâu xa đâu, tụi con đừng có lo. Thôi đi anh, để em ở nhà với má. Tại vì dì Sáu chưa ra nên không có ai lo cho má hết. Em yên tâm đi, tánh má như vậy đó, chứ lát nữa nguội liền à, không có sao đâu. Em đừng có lo, em không nghe ba mới nói gì hả?
Như. Thưa má không mới về. Bộ có chuyện gì nữa hay sao vậy? Sao mặt hai người hình sự quá vậy? Như, có chuyện gì hả? Ngày mai á, anh hai đưa bà Hiền lên Sài Gòn chơi đó chị. Em nói cái gì? Đi chơi hả? Ừ. Chuyện sao vậy má? Thì má phản đối, mà anh hai có chịu thua đâu. Cái kiểu này là chắc tính né việc nhà nè. Bởi vậy, có chồng binh vực có khác. Không biết sợ trời sợ đất là gì hết. Nè, hai đứa đừng có nói nữa. Má đang tức muốn bể ngực đây nè. Sinh con ra mà nó ngu, nó dại, u mê vậy. Hỏi có tức không? Thôi má, má đừng giận. Má giận không có tốt cho sức khỏe đó. Chắc chắn là phải có cái cách gì để trị con nhỏ này chứ. Chứ không thôi để nó tác quai tác quái. Nó coi thường má như vậy còn chịu không có nổi đâu. Ừ đúng rồi, sao mà chịu thua nó được chứ. Ừ. Nè, ngày mai nó tính đi lên Sài Gòn rồi đó. Thấy ghê không? Muốn đi là đi liền hả? Bởi vậy mới nói. Em nghe còn tức nữa không chi má. Ba tính mở rộng bài cá tới đâu ba? Ra tới đằng kia. Hay, mua luôn hai cây bè rồi mở rộng về phía cầu một chút. Nhưng mà chắc phải năm sau, chứ giờ mình chưa đủ vốn. Vậy để con cố gắng làm rồi phụ vốn với ba nha. Thôi, con cứ lo thiệt tốt cho cuộc sống vợ chồng con là ba mừng lắm rồi. Ủa, chứ không phải mai mốt mấy cái bè cá này là của con hết hả ba? Thôi, cứ lo bằng việc của con đi. Ba còn khỏe lắm, ba đủ sức quản lý cái bè cá này thêm vài năm nữa mà. Hơn nữa, kỳ vọng của ba là ba muốn mở cho con một cái công ty vận tải đường biển. Chứ không có mong con về nuôi cá đâu. Dạ đúng rồi đó ba. Đó cũng là mơ ước của con từ lâu rồi đó. Mai con tính đưa vợ lên Sài Gòn chơi thì cứ việc đi đi. Dạ. Việc nhà thật ra đâu có gì. Tánh ma con bà thích làm quan trọng vậy đó. Trời ơi má la quá trời. Làm con cũng không. Con qua biết tính ma con rồi. Xong hồi nào tới giờ bà biết chứ. Ma mày bị cái độc miệng vậy thôi, chứ không có ác tâm. Dạ con biết rồi ba. Thôi để con về chuẩn bị đồ. Ngày mai tụi con đi sớm. Con phải quan tâm đến vợ con nhiều hơn. Chứ con đi tàu biển biệt, vợ con còn trẻ, tánh má mày lại khó khăn, chắc nó buồn lắm đó. Ba cũng biết vậy nữa ba. Lồ lộ trước mắt sao mà không thấy. Chắc tao đuôi à. Ráng làm cho vợ con an tâm hạnh phúc nghe. Ba thì để lỡ mất hạnh phúc rồi, giờ có hối cũng vô ích. Ba vừa nói gì vậy ba? Không. Thôi đi về thu xếp đồ đạc rồi đi đi. Ba ở lại dặn tụi nó làm thêm đồ ăn dinh dưỡng cho cá. Dạ. Vậy con ha. Đời buồn quá mình ơi. Nhìn thấy việc chướng tai gai mắt mà không làm được gì. Thiệt buồn. Phải chi mình đưa tôi theo luôn thì hay biết mấy.
tôi sống hoài như vậy chỉ thấy đời buồn hơn thôi. Để lem lốt cái mặt mình hết, tôi tệ quá. Nhưng mà sao mình trẻ hoài, còn tôi mỗi ngày mỗi già đi, xấu xí muốn chết. Mình không có công bằng nha. Con nghe thấy tiếng nói chuyện, con tưởng đâu là dì đang có khách chứ. Tao mà cũng có khách nữa sao bay? Trời ơi thôi, đi hoài chóng mặt quá à. Đứng lại chỗ giùm tôi được không? Anh hai nói sáng nay má về, sao giờ này chưa thấy? Thì còn phải làm thủ tục xuất viện nữa chứ cưng. Trời ơi, bộ muốn về là về được à. Mà với lại cái vụ này là mất sức dữ lắm chứ không phải chơi đâu. Tóm lại là sớm muộn gì cũng phải về thôi, chứ ào ào lên như cưng á, có ngày bứt luôn nghe. Chị nói gì xui dữ vậy? Thì tôi chỉ nói cho nghe vậy thôi. Gây nghiệp thì lửa đốt lòng. Dì làm ơn đi ra cái chỗ của dì đi, lát má tôi về thấy dì không có ưa đâu. Cùng máu mà không ưa nhau lạ, lạ thiệt. Dì coi lại dì đi rồi hãy nói. Cùng máu cái gì? Tối ngày cứ kiếm cách để mà lấp liếm cho bà Hiền, ở đó mà cùng chứ không cùng máu. Máu xấu, máu xấu. Dì đi chỗ khác giùm đi. Đây thì đi, máu xấu thì tự gây nghiệp thôi. Chà, hung dữ quá ha. Chị coi đó, bả làm em tức muốn chết á. Ăn nói gì đâu á, như là móc lưỡi câu vô họng người ta vậy đó. Thôi, sao hồi đầu kêu bả khùng bả điên, chấp nhất bả làm chi cho giống bả, có được gì đâu. Chị ở lâu đi rồi chị thấy, lúc đó coi chị có chịu nổi bả hay không. Chứ ở đó nói hay. Má. 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 Từ từ má. Trời, má có sao vậy má? Trời ơi, làm gì như tôi sắp chết không biết. Nè, ba tụi ba về chưa? Nhì mà đi mất biệt vậy trời. Sao anh hai không thuê xe chở má về? Kêu không có được. Má cứ đồ về cho nhanh, anh chở về luôn, cũng gần chứ bộ. Trời ơi, để chị. Má chịu ngồi sau ôm má vậy hả? Hổ gì lạ vậy? Không ôm bộ muốn để má té xuống đường hả? Sao anh hai không gọi em? Mà nhiều chuyện quá. Nè, đó, rảnh rang thì lo dọn nhà cửa đi. Coi kìa, ăn uống xong bay ở đây cũng không thèm rửa nữa. Bà quên, chân tay nuột nàng vậy sao mà làm nổi.
Má ngủ chưa? Má ngủ rồi, em nấu cháo, lát má dậy có ăn liền. Nè, má tụi bay về chưa? Dạ rồi ba, ở trong phòng á. Sao nhà để dơ dái quá vậy? Vô phụ chị hai dọn dẹp coi. Tại dì Sáu nghỉ rồi, nào giờ con có biết làm gì đâu. Hey, tập làm quen đi, con gái lớn rồi. Trời ơi, ở nhà con không có mấy vụ này đâu. Người làm nghỉ thì kiếm người khác à. Thiếu gì người muốn làm ô xin. Nè, rồi hồi nào hai đứa tính đi Sài Gòn chơi? Ba, má đang bệnh mà. Má bay nghỉ một hai bữa là khỏe chứ gì. Không có cái chuyện gì hết đó. Chuyện gì tin rồi thì cứ vậy mà làm đi. Dạ ba. Hay là ba cứ để cho con ở đây chăm sóc má thêm vài bữa nữa. Ngày mốt nếu má khỏe thì tụi con đi. Vậy cũng được. Sài Gòn vui lắm phải không? Qua đây. Sao? Trưa mai mà mình đi á thì mấy giờ mình tới trển anh? Vui. Nhà cửa đường xá chằng chịt, trộm gấp mấy chục lần cái thị xã của mình luôn đó. Mà mình lên tới đó chắc cũng chiều tối á. Vậy sao kiếm được đường? Em lo cái gì? Ở trên Sài Gòn ban đêm mới đẹp đó. Nhiều lúc lên tới trên đó anh sợ, anh sợ là em mê. Rồi em cũng muốn về quê nữa. Lúc đó anh không biết anh nói sao với ba má đây. Không có đâu. Dù sao thì quê mình vẫn là ý nghĩa nhất. Cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa cũng không bao giờ bỏ xứ của mình đi đâu. Nhớ đó nha. Nhớ nói thì phải giữ lời đó nha. Không giữ lời thì đừng có trách anh nghe chưa. Cái gì đó? Ủa cháy nhà sao mà kêu việc ngược vậy? Má kêu chị kìa. Cháo của má xong chưa? Tôi nấu xong rồi, chỉ cần hâm lại thôi à. Em vô với má nha. Ừ. Hết chỗ mùi với nhau rồi chắc. Lầu bộ gì đó Như? Có dám nói gì đâu. Con dâu trưởng, lo cho má chồng hết bữa nay đi. Mai sướng rồi. Kỳ quá anh ha. Kỳ gì? Cái gì kỳ? Ở quê mình á, có ai dư hơi mà ngắm sông nước như vậy đâu. Ở trên này á, chắc người ta sống ở mấy tiệm cà phê luôn quá. Ừ, cũng khác quá ha. Người ở trên này làm ăn, bàn tính công chuyện làm ăn hay hẹn họ thì họ đều ra quán hết. Ở quê thấy lục bình trôi là biết con nước lớn. Kiếm công chuyện khác làm trước khi nước về, chứ không được ngồi ngắm sông nước thảnh thơi kiểu này. Em biết không, ở đây á, người ta dành thời gian vô đây ngồi để thả tâm hồn. Ngắm lục bình cũng có thú vui của nó. Em, anh hỏi thiệt em nè, có phải má với con Như thường hùa với con Mén ăn hiếp em? Em buồn lắm đúng không? Ai mà ăn hiếp được vợ của anh chứ. Anh thấy mình có lỗi quá khi để em phải chịu thiệt thôi. Chỉ cần ở bên anh suốt đời lại mãn nguyện lắm rồi. Em đâu có mơ ước gì đâu, mà cũng không có thấy cực khổ nữa. Em uống nước đi. Cho tới giờ phút này chị cũng không hiểu tại sao mà anh Đông ảnh lại cưng Út Hiền tới dữ vậy. Chắc chắn là nó phải dùng bùa ngải gì để nó ếm ảnh rồi. Chị
Chị nghĩ vậy thiệt hả? Ghê quá. Chứ không thì tại sao anh lại đưa nó lên Sài Gòn chơi? Không có thằng chồng nào mà chịu khó tới dữ vậy hết trơn. Trước giờ mà chưa có con mẹ, anh hai thương em nhất đó. Đó. Giờ thấy em á, coi như không. Thấy chưa? Nghĩ mà phát tức. Bởi vậy chị với mày phải nghĩ cách để tống cổ con nhỏ này ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt. Nè, chị nói thiệt, chị mà làm chị dâu của em á, chị không có tiếc với em bất cứ thứ gì hết trơn Út Như à. Từ hồi mà bả về cái nhà này á, không có bữa cơm nào ngon miệng hết, toàn là làm cho gia đình xào xáo không hả. Đợt này chị sẽ lên Sài Gòn. Chị cũng lên Sài Gòn nữa hả? Ừ. Chi vậy? Chị đừng có nói chị tính quậy hai người đó nha. Trời ơi, mày làm gì tao rảnh lắm vậy? Tao làm vậy để cho ông kia ông xử tao hả? Chị đi là có công chuyện riêng của chị. Nhưng mà khi chị về tới, bảo đảm dòng họ bà con nhà cưng sẽ không nhận ra chị đâu. Ủa, bộ chị định bỏ xứ đi lột da luôn hay sao mà nói nghe ghê vậy? Trời ơi, mày làm như tao là gắn vậy đó. Em cứ đợi đó đi rồi em biết. Chị đã kiếm được chỗ rồi. Đi đây. Lần này không đẹp không ăn tiền. Đây nữa. Có người là dịch sim mà đời làm thiên nga. Cái bà già này vô duyên. Sao mà cứ lãng vãng ở đây hoài. Già cả lẩm cẩm thì ở yên một chỗ đi. Đi tới đi lui làm chi. Bực bội chịu nổi rồi đó. Em cũng có ưa gì bả đâu, nhưng mà ba em á thương bả dữ lắm. Bây giờ á được thêm bà Hiền theo phe bả, không ai đụng tới bả được hết. Chắc bả tưởng không ai dám làm gì bả. Thôi mệt quá, tự nhiên cái nhóc Hiền của Hiền hoài à. Bực bội rồi nha. Bây giờ tính xử nó làm sao đây nè? Không lẽ để cho nó leo lên đầu lên cổ ngồi hoài vậy hả? Bây giờ bả đang ở Sài Gòn, muốn làm gì cũng đâu có được. Nè, chị nghe má nói sắp tới giỗ bà nội nhà em rồi đúng không? Trước ngày giỗ chắc chắn nó sẽ về nhà. Từ bây giờ tới lúc đó phải nghĩ ra cách để làm cho nó chạy da chóc dãy thì mới bỏ ghét. Nhưng mà mấy chuyện đó không có nhầm nhò gì với bả đâu. Sao vậy? Chị biết không, cái hôm bữa mà đám giỗ ông nội á, má mời mấy chục người xuống, có một mình bả làm xoay vòng vòng luôn. Vậy á hả? Ừ. Căng vậy. Chị nghĩ ra cách này hay lắm. Bây giờ mó dài mó nhọn, nói nhỏ nói to, ác tâm ác tà. Ê, bà chửi mình hả? Ê ê ê, cái bà kia, bà nói ai ác tâm ác tà? Bà muốn dở mặt phải không? Mó dài mó nhọn. Cái mỏ bà nhọn á. Bực mình ghê luôn á. Dạ chú Chính. Ừ. Cô Chính. Ừ. Cá này rất là tốt. Ừ. Thấy không? Trời ơi. Chắc học hỏi nhà của Tư Hào, mua thêm lô đất ở chợ, rồi mai mốt cho con Như kiếm đường làm ăn. Ở nhà hoài nó sinh hư hết cho bà coi. Cháu ông này, bộ ông muốn con gái ông chịu cực khổ hả? Bây giờ làm ăn buôn bán khó khăn, không lẽ ông... Rồi giờ sao? Nó học hành không có vô, buôn bán thì sợ cực. Không lẽ giờ nó ở không suốt đời? Còn chưa nói chuyện là rảnh quá,
Nhỏ to với con mén chắc hay à. Vậy ông cũng thấy tôi ăn ở không chứ gì? Tôi cũng thủ thỉ với con mén đó. Bộ ông không thấy ưng mắt sao? Ờ, vậy thôi, để mai á tôi xuống tôi làm công giống mấy người này nè, cho ông vừa lòng ha. Bà cũng vừa thôi chứ. Bộ tôi kêu con Như đi làm thuê làm mướn cho người ta chắc à. Tôi thấy nó tối ngày ở không, rồi đi sanh sự thấy nó giống ai không? Trời ơi, nó được một phần của con hiền là tôi đỡ lo rồi. Ờ, đúng rồi, con dâu ông hiền lành, hiền lành nhất cái xứ này nè. Việc nhà thì chưa xong còn dám đi chơi nữa. Ai, ai dám nói tới nửa lời không? Hay thiệt anh ha, không thiếu thứ gì hết, quá trời hàng luôn. Siêu thị á cũng giống y chang như là chợ à, chỉ có khác một điều là mình mà thích món nào thì mình tự lấy mình bỏ vô đây. Mà có một thứ ở quê mình mới có mà ở đây không có. Là thứ gì vậy anh? Em thấy ở đây á cũng có nhóc đồ rồi mà. Anh tìm hoài mà không có thấy. Đi ra ngoài thì có, mà không có ngon bằng. Anh chỉ thích thứ đó của một người làm thôi, ăn ở đâu á cũng không bằng. Cái gì vậy cả? Hay là anh khó tính quá phải không? Anh chỉ thèm bánh bò thốt nốt, thứ mà suýt nữa bị rắn cắn mới ăn được đó. Mà anh có chắc á là má với lại cô Như thích ba cái món đồ mà anh mua không đó? Không lại bắt đền anh đó nha. Chắc luôn, anh bảo đảm với em là ai cũng thích ai cũng mê. Chồng của em nổi tiếng là có con mắt thẩm mỹ mà. Anh sẽ cho em thấy mai mốt con sông này sẽ làm giàu cho tụi mình. Anh sẽ không theo ba má lên Nam Giang thu mua cá bông nữa. Anh sẽ làm bè nuôi cá trên con sông này. Mình sẽ có rất nhiều bè cá. Mèn đét ơi, anh Toàn nói chuyện lớn không à? Lỡ lúc đó anh không cưới em nữa rồi sao? Cả đời anh chỉ có thương một mình em à. Anh không thương ai nữa hết trơn, anh thề đó. Em không dám giới cao dữ vậy đâu, té đau chết luôn á. Anh con nhà danh giá, em sợ em không xứng. Anh nói thiệt mà, hay anh bỏ nhà đưa em đi đến một nơi mà không ai biết hai đứa mình nha. Bộ anh tính ca giọng cổ để làm cho em vui phải không? Cà Mau nhuộm màu tươi thắm, công anh cực lắm mưa nắng dãi dầu, chiêu này anh chẳng bán đâu. Tìm em không gặp họ, tìm em không gặp anh gối đầu mỗi. Trời đất, anh Chính, lỡ ai nghe được rồi sao? Lá gan anh bự quá hả? Ai nghe kể ai, anh hát cho người thương anh nghe mà, ai dám cấm anh? Bộ anh thương em thiệt hả? Có giỡn hồi nào đâu nè.
còn đám ở đây nữa là xong hả? Ừ, tôi biết rồi. Anh hai, anh hai. Ờ. Hai Khang sướng nhất nghe. Thôi. Đúng rồi. Để tôi qua bển. Rồi. Ngày nào cũng như ngày nào hết. Ruộng xa cũng ơi, như là ruộng gần vậy đó. Anh hai luôn có cơm bưng nước rót tận nơi hen. Đã ha. Ước gì mình cũng được như Hai Khang ha. Đúng rồi. Nghỉ tay ăn cơm chút đi mình. Trời trời, bộ có công chuyện gì gấp lắm hay sao mà hối anh dữ vậy nè trời. Trời ơi, đổ mồ hôi quá trời kìa. Thôi đi anh. Ừ. Người ta dòm kìa. Trời, kệ chứ, ai biểu mình có phước hơn người ta làm chi. Ngồi xuống đi. Để coi bữa nay vợ tôi cho ăn cái gì đây. Bữa nay em mắc nhiều công chuyện quá, anh ăn vậy thôi nha. Đâu. Trời, vậy là ngon bá cháy rồi. Nhưng mà ở nhà có chuyện gì mà thấy em tất bật quá vậy? Sáng nay ngoại mệt, đau lưng, ho gắt. Em đưa ngoại lên trạm y tế. Rồi bác sĩ nói sao? Không có gì trầm trọng đâu anh. Chắc có mấy hổm rày trời nắng nóng nên ngoại mệt. Ờ. Chắc vợ chồng mình dành dụm mua cho ngoại một cái quạt máy cho ngoại khỏe một chút. À anh ơi. Ừ? Em thấy bên nhà ông Nam Khương muốn cho mướn đất trồng cây. Cái miếng gần bờ sông, không rộng lắm, nhưng mà em thấy đất tốt ghê. Hay là mình mướn làm được không anh? Vậy hả? Ừ. Ừ. Đất đó trồng mấy loại rau, bỏ mối cho người ta ngoài chợ cũng được lắm á. Ừ. Ừ. Để anh qua gặp Nam Khương nói chuyện coi làm sao. Nhưng mà ông tính cho thuê miếng đất đó nhiêu? Dạ à, em chưa có nghe. Mà anh nhớ kêu ổng để giá vừa vừa thôi. Ừ. Thôi anh ngồi ăn từ từ đi, em về coi ngoại. Ừ. Ừ. Hỏi ngoại thích ăn gì thì mua cho ngoại. Dạ. Tối anh về anh đảo ra ngoài chợ hỏi coi người ta bán cái quạt máy bao nhiêu. Ừ. Dạ em biết rồi. Ừ. À anh đi nhớ về sớm nha. Ừ. Từ từ nghe. Đêm nay trăng sáng quá. Anh nói trăng sáng, anh sẽ ca em nghe. Anh ca đi, em đợi. Thiệt là kỳ. Em đợi hoài, sao anh không ca em nghe? Anh họ cho em nghe đi. Gì? Tôi họ hả? Ừ. Được. Họ chớ bậu qua gá nghĩa chung tình,
dầu ăn cơm quán. Hò chớ dầu ăn cơm quán, ngủ đình anh cũng cam. Nè, anh tính hò để đánh tiếng với cô nào phải không? Tôi đánh tiếng với cái người đang còn trước mặt tôi nè, cậu tôi bằng chồng đó. Trời ơi, làm gì ác dữ vậy? Có ghét tôi á thì cũng phải làm ơn cho hết đêm nay, để tôi gom hết mấy cá này nè, tôi đem về bán, mua vòng cho vợ tôi đeo. Không có dây á thì vợ tôi giận, không có thương tôi nữa là tôi bất thường mấy người đó nha. À, mình nè. Em thấy nhà dưỡng chính đang làm thêm mấy cái bè cá nữa, chắc cần người làm dữ lắm. Hay là vợ chồng mình về đó làm nghe. Thì gì đó cũng tốt, mai mốt có sinh con á, tụi nó được ăn học đàng hoàng chứ không có lên đên như tụi mình. Nhưng tánh anh thích tiêu dao, nhưng giờ không lẽ anh nên suy nghĩ cho tụi nhỏ sau này. Vậy mình về đó nghe. Em thì sao cũng được, nhưng mà em không muốn con mình cực khổ đâu. Vợ chồng mình về đó làm một thời gian, dành dụm chút vốn cho tụi nhỏ học hành, rồi lại ga xuồng tiêu dao vậy hen. Mình xưa mình thương tôi vì tôi ca hay, mai mốt gì đó mất cứng tôi ca không được nữa, mình đừng có bỏ tôi mà đi kiếm người khác à nghe. Không hứa à nha. Tới lúc đó hả, ai ca hay hơn là thương người đó à? Trời. Chà, vậy mai mốt á, ngày nào mà trăng sáng như vậy á, tôi cũng bắt mình nghe tôi ca hết, cho suốt đời á, khỏi đi thương người khác luôn. Hò chớ bầu với hoa gá nghĩa chung tình, dầu ăn cơm quán, dầu ăn cơm quán. Hò dầu ăn cơm quán, ngủ đình cũng cam. Anh thấy không anh? Anh thấy không? Giờ anh không ca nữa, em cũng không thương ai hết. Suốt cuộc đời này em chỉ thương mỗi mình anh thôi. Phải chi hồi đó vợ chồng mình tiêu dao dưới sông nước, hồi đó nếu em không tham chút tiền nhỏ nhoi, chắc anh vẫn còn ở với em. Nhớ anh nữa rồi phải không? Nhớ chứ. Chị cho tôi miếng rượu nghe. Ừ.
lai rai, đỡ buồn đi chị Tâm. Đời như vậy là nhất rồi chị Tâm ha. Ngâm trăng, uống rượu. Phải chi mà còn anh Tâm chắc lai rai tới sáng luôn quá. Tôi xin lỗi chị Tâm. Tại tôi đang nhớ đến ngày xưa thôi. Còn cái ngày xưa nào mà Dượng lỡ quên không Dượng? Ngày xưa mà có lỡ quên thì cũng có lúc nhớ đến đi. Rượu ngon quá. Cũng như người mất mà tình không mất vậy đó. Không biết vợ chồng thằng Đông nó đi Sài Gòn có được vui vẻ không. Nghe tụi nó bôn ba lâu lâu mới về thăm. Tội cho con dâu ở nhà. Thôi lần này tụi nó dẫn nhau đi chơi cho đỡ buồn lòng. Thiệt tình, không phải tôi để ý. Chứ con Men với con Như không có ương Út. Thấy con dâu ngoan hiền tôi rất thương. Chỉ mong sao nó sớm sanh cho đứa cháu đích tôn. Cứ đợi đi, đợi đi. Rót cho Men lên. Để tôi vô lấy thêm rượu nghe. Dạ bàn này là của anh chị đi ạ. Dạ em mời chị. Dạ em mời anh chị. Tất cả đã được chuẩn bị sẵn hết rồi ạ. Cảm ơn cô. Cảm ơn. Dạ em mời anh chị ạ. Dạ chúc anh chị ngon miệng ạ. Nè. Đừng có nhìn chằm chằm hoài, con mắt bự chà bá luôn bây giờ đó. Nè. Dạ. Em vẫn còn đang trên mặt đất hay là đang bay về phương nào vậy hả? Em nghĩ chuyện cổ tích thì cũng tới vậy thôi. Anh là người viết truyện cổ tích mà. Nhưng mà trong chuyện cổ tích em có thấy đâu có ông chồng nào vừa đẹp trai vừa dễ thương như anh đâu. Uống đi em. Chúc vợ của tôi ngày càng đẹp hoài đẹp hoài. Và chúc cho tình yêu của chúng ta mãi mãi bền vững, đúng không em? Hãy
yêu anh lắm, anh có biết không? Đưa tình yêu về mây che mắt tình ta, tình yêu ơi cứ là như thế, sao tình buồn cứ mãi theo ta. Biết bao nhiêu muộn phiền để đêm trôi vào giấc mơ. Còn yêu nhau hãy tìm nhau nhé. À anh Thiện, bạn anh Hai Khang à, anh không nhớ rồi. Hả? Anh nhớ rồi, không ngờ lại gặp ở đây. Anh Thiện. Ủa anh vô trước đi nghe. Anh Thiện. Chào anh có nhớ tôi không? Trời đất, anh giỡn với tôi hả? Chồng của Hiền đây mà. Cái gì chứ, người tôi đã gặp một lần á, nhất định không quên được. Ủa, dạo này anh công tác ở đâu? Tôi thì vẫn làm ở chỗ làm cũ thôi, bệnh viện Như Ý. Còn anh, sao, vẫn đi biển chứ hả? Nè, anh đi biển hoài, không sợ ở nhà có người bắt cóc Út Hiền xinh đẹp của anh sao? Tôi dám cá với anh, không bao giờ có chuyện đó trên đời. Nhưng thiệt tình, tôi đang mong có một người nào đó trinh dụng nhỏ em gái của tôi đi giùm. Ờ ha, hôm bữa đang dở dang mới nghe anh nói nhà có một cô em gái. Chưa nghe thêm thông tin gì hết à? Con nhỏ đó hả? Nó kém tôi mấy tuổi, anh gặp là anh biết liền à. Bây giờ mà tôi nói trước á, lộ hết thú vị rồi sao, đúng không? Ờ, vậy thì nhất định tôi sẽ về nhà anh một chuyến. Không chừng lúc đó tôi có duyên là em rể của anh đó. À, tôi có hẹn với mấy bạn đồng nghiệp. Tôi xin phép đi trước nha. Để hẹn dịp sau gặp lại tôi sẽ nói chuyện nhiều hơn. Nhất định hôm nào về nhà tôi chơi nha. Điện thăm vợ chồng Hai Khang luôn. Nhất định rồi, tôi phải về thăm nhà anh chứ. Tôi còn có thêm mục đích về quê gặp em gái của anh nữa chứ. Ồ, vậy thì quá hả. Tôi đi nha cô Hiền. Dạ, chào anh. Dạ. Anh. Bộ anh tính làm mai ảnh cho cô Như thiệt hả? Thiệt chứ sao không. Bây giờ con Như nó học đòi thôi người ta, cho nên nó đổi tánh vậy thôi. Chứ lúc trước nó ngoan dữ lắm, anh rất thương nó. Ngày mai tụi mình đi tham quan Dinh Độc Lập nha. Rồi đi sở thú. Rồi thêm vài chỗ đẹp nữa, anh chịu không? Em thấy đi như vậy là cũng quá trời rồi. Ủa mà anh nói á, ngày mai phải làm các thủ tục nhận tàu mà. Thì cũng anh cũng cần phải có thời gian để thực hiện những cuộc vui ý nghĩa cho vợ của mình chứ, đúng không? Người ta nhìn kìa anh. Vậy bác sĩ nói tôi không có khả năng có con hả bác sĩ? Cái kết quả xét nghiệm khẳng định điều này. Khả năng có con của anh là rất thấp. Tuy nhiên vẫn có cách. Chỉ là... Vậy có cách gì không bác sĩ? Bác sĩ chỉ tôi với. Tôi đòi ơn bác sĩ nhiều lắm. Tôi sẽ nói ngay với anh. Có điều phương pháp này chi phí rất cao. Dạ, vợ chồng tôi mong được có đứa con để bồng bế. Nhưng hoài mà không có được. Tôi... Lỗi lỡ do tôi. Tôi chắc là để cho cô ấy quen với người khác thôi. Bệnh của anh không hẳn là không chữa được. Chỉ có điều thời gian hơi lâu và tốn kém. Nếu dùng thuốc thường xuyên thì sẽ tăng khả năng thụ tinh được. Dạ, vậy để tôi về coi lại nha bác sĩ. Tôi thương vợ tôi quá. Tôi mong từ đó tới giờ. Thôi được rồi, vậy anh về đi. Thank you.
đây riết rồi thấy tội ghê bác sĩ. Người thì ra vô với cái chợ để bỏ đứa con, người thì kiếm mụn con không ra. Giống như là người ăn không hết, kẻ lần không ra đúng không? Bác sĩ cũng lo dần đi là vừa, 30 rồi chứ ít ỏi gì nữa. Kiếm một cô vợ rồi đẻ một bầy con, coi vậy mà vui lắm đó nghe. Để giống như cô, nghe tin con mình bị bệnh là hồn vía đi đâu hết trơn, rồi lại không làm được gì hết. À, anh nói em mới nhớ, mấy hôm rày thằng nhỏ nhà em không hiểu sao nổi mụn ngứa quá trời, trị sao cũng không hết được á. Mấy đứa nhỏ bị ngứa, dân gian người ta thường tắm bằng lá thuốc. Mình là dân Tây y, đôi khi phải công nhận dược tính của các biện pháp cổ truyền rất là hiệu quả. Em cũng nghe người ta nói y như vậy mà em tìm mua hoài, không có cây thuốc đó. Tội nghiệp thằng bé, nó cứ ngứa khóc ngằn ngặt cả đêm à. Ừ, để vài ngày nữa tôi về quê rồi hỏi lá thuốc đó cho cô. Dạ. Còn bây giờ, cô ra ngoài có còn bệnh nhân nào không? Kêu vô đây tôi khám luôn. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Ừ. Nè, em uống đi. Lần này anh đi Singapore, Mã Lai, rồi tới Thái Lan nữa mới về lại Việt Nam. Em đừng có buồn, ở nhà ráng chăm sóc ba má giùm anh nha. Em biết rồi, em chỉ nhớ anh, chứ không có buồn gì hết. Anh đi nhớ về sức khỏe nha, đừng có lo gì ở nhà hết. Thì anh biết là em chu đáo mà. Anh chỉ lo là tánh con Như với lại con Mén làm cho em khó chịu. Nhưng thôi, kệ, ráng đi. Em là chị mà, không chấp nhận mấy chuyện nhỏ đó đâu. Bộ anh không tin em sao? Không phải, anh chỉ sợ em chịu cực. Với lại, lâu lâu em phải nhớ về thăm má nha. Má ở một mình chắc buồn lắm đó. Dạ, khi nào về em qua liền hả? Anh không phải lo nhiều cho em đâu, yên tâm đi. Xe cũng sắp chạy rồi đó, em lên đi, ngủ một giấc cho khỏe, thức dậy là tới nhà liền à. Nhé. Tính tiền chị ơi. Anh Năm ơi, có nhà không anh Năm? Ừ, hai Khang đó hả? Dạ. Qua đây ngồi đi. Dạ. Chà, công nhận nha, anh Năm biết hưởng thụ thiệt á. Nhà sửa lại rộng rãi thoáng mát ghê á. Trời, ngồi đây mà thưởng thức ly trà thơm mới là nhất rồi. Mà thêm cái đờn nữa là bá cháy à. Tôi cũng tính mang đờn ra làm vài câu để cho nó vui nữa mà. Nhất anh Năm, sống vậy mới đáng sống chứ. Thú vui tao nhã vậy là đã rồi. Ờ, uống nước đi hai. Dạ. Trà này á, tôi được sư trụ trì ở trên Bảo Lộc á, tự tay ướp tặng đó. Chú mày uống coi có hạp không? Ừ. Ngon lắm anh Năm. Ừ. Cái vị của nó thơm đậm, hậu thì ngọt thanh. Uống một hớp thôi cũng thấy đã rồi. Chú mày thích á là được rồi. À mà bữa nay á, chú mày ghé tôi có chuyện gì không? Ừ. Tôi có nghe người ta nói anh Năm đang tính cho mướn cái miếng giường ở ngoài bờ sông. Không biết anh Năm có cho người nào mướn chưa? À chưa. Cái miếng giường đó ở rìa sông tiện dữ lắm. Dạ. Thằng Hai muốn mướn á, à tôi để cho mướn à. Mà dạo này làm dữ hả mày? Tính làm giàu hả? Còn trẻ mà thì ráng làm chứ anh. Để mai mốt về già ngồi thưởng thức trà như Năm vậy nè. Ừ, được, được. Vậy tôi để lại cho chú mướn. Dạ. À mà chú tính mướn mấy năm, trồng cây gì? Thì anh Năm cho mướn mấy năm thì tôi mướn mấy năm hả? Để tôi ra coi đất. Tôi thì tôi tính trồng rau để bỏ mối ngoài chợ. Anh Năm thấy được không? Đất đó mà trồng rau là số dách rồi. Không có đâu bằng đâu. Dạ. Mỗi năm chú chỉ cần xới lại đất, cho thêm phân vô là tốt rần rần à. Anh Năm nói như vậy là tôi an tâm rồi. Ừ. À, uống nước đi mày. Dạ. Ngoài, ngoài khó thở lắm không ngoài? Để con lấy thêm vài ngày thuốc nữa cho ngoài uống nha.
Không sao đâu con, hôm nay đỡ hơn nhiều rồi. Ngoại đừng có tiếc tiền mà. Sức khỏe của ngoại mới là quan trọng. Tốn hết bao nhiêu tiền đâu ngoại. Thằng hai nó đi đâu mà giờ này vẫn chưa về vậy con? Dạ con về nè ngoại ơi. Ngoại. Ngoại, bữa nay ngoại sao rồi, còn mệt không? Hay để ngày mai con chở ngoại vô thị xã đi bác sĩ coi làm sao nghe. Chứ ngoại cứ ho vậy hoài con sốt ruột quá à. Ngoại không sao hết, bệnh người già mà cứ bệnh hoài vậy đó, có đứa chắc ẩm bồng là hết trơn liền vậy. Ngoại con đi đâu mà về trễ vậy? Dạ con qua nhà anh Năm Khương tính hỏi mướn miếng đất của ảnh. À, anh kiếm được ít cá lóc ngon nè, em làm món gì ăn nghe. Dạ. Ủa Điển, sao vậy con? Điển Hai. Ủa vợ con? Mày ra làm sao coi vợ mình sao vậy con? Tội ghê không? Chắc là lo chăm sóc cho ngoại quá nên nó bệnh đó. Dạ. Em sao vậy? Hả? Có cần anh đưa đi bác sĩ không? Em sao vậy? Hả? Em không có sao hết á. Ai biết đâu bị gì. Tự nhiên nghe mùi cá lên mắt ói à. Ủa kỳ hả? Ngày nào cũng mắm với cá sao hôm nay lại ói? À thôi, để ngày mai anh nghỉ làm anh đưa em đi bác sĩ nha. Thôi thôi không sao đâu, đi bác sĩ chi cho tốn tiền. Thôi để em vô làm đồ ăn, anh lo ngoại đi. Ngoại đang muốn xỉu rồi đó. Ờ vậy. Dạ, cái này của ba. À, dạ, quà của má. Còn đây là của cô Như. Bà cảm ơn con nghe. Dạ. Chà, nghĩ sao mà tặng tôi cái này vậy trời. Nè, coi nè. Cô tính mua cái này cho má cô bận hả? Dạ không má. Hay là mua cho bà ngoại cô? Dạ không. Anh Đông, ảnh... Cô nhìn tôi chắc thấy giống mấy đứa làm công lắm hả? Nên cô mua cho tôi mấy cái loại này hả? Tâm lòng của con dâu, bà làm cái kiểu gì kỳ vậy? Vậy mới nói tấm lòng kiểu gì mà mua bộ đồ kiểu này. Ông coi, bộ tôi quê mùa, cục mịch tới nỗi phải bận bộ đồ này sao? Nè, cô đem về cho ngoại cô ha. Tôi không dám bận bộ đồ này đâu. Bà ăn nói thiệt. Bà không thích thì thôi, tôi sẽ mang tặng cho người biết trân trọng ha. Ông, đây nữa nè. Cái màu gì mà sến dữ vậy trời. Má, chắc chỉ mua cho có đó má. Có chút thành tâm nào trong này đâu. Đó, ông nghe con Như nói không? Không phải mình tôi à nha. Con dâu ngoan hiền của ông chắc đuôi mắt thẩm mỹ rồi, hoặc mua lấy lệ cho ra vẻ thôi. Hay là chị tính á, mua đồ này về má tôi không bận, rồi chị đem về bên bển cho má chị mặc. Mà lạ, mua đồ cho má con mình á thì dở vậy đó, mà sắm đồ cho mình, trời ơi, đẹp quá vậy. Đưa đôi giày tôi coi coi. Cái này anh Đông. Thì đưa đây tôi coi coi. Có đôi giày thôi mà làm gì chị giữ khư khư vậy? Tôi mượn mang thử chứ có dành luôn của chị đâu. Làm gì dữ vậy? Không phải, tại vì... Không phải thì đưa tôi coi thử coi. Này, lẹ lên, vô lên. Làm thế ghê. Nè nè,
Má, má thấy không, con mang đôi này hợp đẹp ha. Vậy mà xấu tính thiệt, mua cho con mấy cái thứ xấu tệ. Con, đưa má coi lại coi. Dạ. Đẹp dữ à. Hợp với con á. Con gái má có khác y chang má à. Có được chừng hả? Đẹp gì đâu. Chị Hiền, tôi thích đôi này đó. Chuyện chút coi. Mày đợi tao chút, tao vớt xong đống này tao lên liền. Ừ. Ủa, hôm nay nhà chồng cho mày rảnh rang dữ ha. Tao đi chợ ngang qua, lâu không gặp mày với anh hai. Hai người dạo này sao rồi? Cứ thường thường vậy thôi à. Hổm rày có mướn thêm mấy công đất trồng rau với nuôi thêm bầy vịt. Cũng vất vả dữ hen. Mà mày dạo này ốm quá trời vậy Điển. Ê, vất vả gì đâu, tao đang còn trẻ nên ráng mừng. Mai mốt á, về già rồi nghỉ ngơi mấy hồi. Cũng phải. Mà ngoại dạo này sao rồi? Cũng lâu quá rồi tao không qua thăm ngoại. Ngoại hổm rày cũng bệnh nhiều lắm. Chắc là do thay đổi thời tiết. Anh hai á, đi làm hoài. Còn tao thì... Mày sao? Cũng bệnh hả? Bệnh thì nghỉ ở nhà, nghỉ ngơi đi. Đi làm chi cho khổ vậy? Vợ chồng tao cuối mùa này á, lên chức rồi. Trời, sướng dữ. Chúc mừng nha. Mày giỏi ghê á. Hồi nào anh Đông về á, tao dẫn qua nhà mày chơi, mày làm tiệc ăn mừng nha. Tao cũng không ngờ sớm vậy á. Ráng làm để mai mốt đứa con đỡ cực. Nhưng mà mày cũng phải ráng nghỉ ngơi nha bà bầu. Anh hai á, mà biết tin này chắc mừng dữ lắm ha. Tao chưa nói với ảnh nữa. Tao không biết nói làm sao nữa. Mày nói liền đi chứ. Tao coi chắc á hả, ổng nhảy dựng lên sung sướng lắm ha. Thấy hai người á thích thiệt nha. Mà mày thì sao? Bữa giờ á, má chồng mày có gây khó dễ cho mày nữa không? Ừ thì cũng bình thường. Mọi người giờ thì cũng dễ chịu hơn nhiều rồi. Mà hai người tính mướn thêm đất ở đâu vậy? Bữa có nghe bên nhà Nam Khương cho mướn mấy công đất sát bờ sông. Anh hai qua hỏi thì ổng cho mướn giá rẻ. Thấy vợ chồng tao mừng ăn được, ổng mới hỏi có mướn thêm nữa không. Ổng còn vài công đất bên lộ cho mướn luôn. Ừ, được vậy cũng mừng. Tánh anh hai chịu thương chịu khó, làm chẳng mấy hồi mà thu lại đâu ha. Nè nè nè, mày đừng thấy tánh anh hai dễ thương mà thương thiệt nghe. Tao ghen chết bỏ đó. Bầu chồng tao không dễ thương chắc. Nhưng bây giờ mày bầu bì vậy hoài có làm được không? Mày đừng có lo. Con tao á, nó biết ba má cực khổ nên khỏe re à. Làm gấp mấy lần cũng không sao hết á. Thôi mày làm rồi ráng nghỉ ngơi sớm đi. Tao về, mày cho tao gửi lời thăm ngoại nha. Ờ, tao sẽ nói lại với ngoại. Mà dạo này mày ốm quá nha.